Đi ra đi tiếp tới gọi là cái cổng sau của cái vùng 51 của họ, bí mật của quân đội Mỹ nằm ở đó. Thì xung quanh này chỉ là sa mạc, hoang mạc thôi, không có gì hết. Các bạn có thấy cái gì mình vừa mới thấy không? Để mình bấm lại cho các bạn xem nhé. Đây là video mà Khoa Bất đã vào cái vùng Area 51. Và cái vùng 51 đó, như anh ấy đã nói, đó chính là một cái vùng mà chuyên cho Mỹ để nghiên cứu về những cái người ngoài hành tinh. Và khi mà anh ấy qua đây vào cái đoạn 53 phút 54 giây đã có một cái máy bay cực kỳ nhanh. Không biết cái đó là máy bay phản lực hay máy bay của người ngoài hành tinh hay là một cái gì đó, bay qua một vận tốc cực kỳ nhanh và gần như camera không thể quay được. Wow, đúng là Area 51 mà. Căng thật. Hoang mạc thôi, không có gì hết.